2 cây bánh Oreo, vài bịch bột Milo, một hộp sữa đặc, 5 nhuyễn một cây bánh Oreo để làm phần đế, cho thêm một xíu sữa đặc và một xíu whipping cream theo khẩu vị mà các bạn có thể nêm nếm nhiều hơn. Sau đó thì trộn đều lên, rồi cho phần vừa trộn hồi nãy bỏ vào một ly giấy, tráng đều ra. Sau đó thì tiếp tục mình làm phần thân. Còn đây là hỗn hợp whipping cream và một xíu đường. Xay nhuyễn cây bánh Oreo thứ hai và trộn với hỗn hợp vừa nãy. Làm nãy giờ mà có ai biết là món gì không ta? Các bạn cứ đánh đều rồi sau đó chế vào phần đế. Bật mí cho các bạn, đây là món kem mình tự làm, tỏ vẻ công ngôn dung hạnh đâu đó. Sau đó thì bỏ vào tủ lạnh vài tiếng thì có thể lấy ra ăn rồi. Hey, đó là một sự thất bại. Cho nên là an ủi mình bằng cách nhấn follow nha.